Nào to nhỉ, đi giỏi nhỉ. Đợi tí, một tí nữa Lương, một tí nữa. Đi ăn đi. Ngon không đi? Ngon không? Ngon nhỉ. Đi ngủ cả chỗ trong ngoài được vươn vào hả? Không biết đói hả? Thì bà làm đi ăn nhá. Bà làm đi đi ăn nhá. Đi nhủ cụ nào to nhỉ?
đi giỏi này. Bà làm cho mình còn sống nhé. Bà làm mình cũng được đi ăn nhé. Bà cất cái nón này nhé. Bà cất cái nón này nhé. Cất cái mũ ra nhá. Ba Lâm còn bánh mì ăn nhá. Đi ngoan nhá, đi ngồi đó đưa ba tí nhá. Đi ngồi đó nhá. Đưa ba tí cho ba Lâm nhá. Từ từ đợi ba tí nhá, thì ba nấu chín rồi ăn nhá, ba làm đi ăn nhá, đi đợi ba tí nữa nhá. Từ ba làm nha, ừ, quán đó. Đây đi. Đây ba tí nữa nhá. Đừng dậy ngồi xuống đi. Đây ba chục chiều này ba làm con ăn nhá, ngoan nhá. Đi ngoan nhé, đi đưa ba tí nhé. Đợi tí, một tí nữa được, một tí nữa là có cho con ăn nhá. Đợi tí nữa nhá. Đợi rồi nhá, đợi lại ba làm con ăn nhá.
Ê, từ, từ từ, từ bà làm nha. Từ bà làm con ăn nhá. Tùy thôi. Dịch đổi luôn nhá, đời tỉnh nhá. Đời ba tỉnh nhá. Ba chắc đôi nhá, đời là ba làm con ánh nhá. Đợi đó đó, đi đợi đó. Ba làm đi ăn nhá. Đi bình tĩnh nhá. Đợi ba tí, đợi ba tí rồi ba làm cho con ăn nhá. Ba làm hai ba cháu ăn nhá. Con ăn nha. Ngoan nha, bí ngoan nha. Bí ngoan lắm mà. Từ từ nha. Cắt đôi rồi nhá. Đưa lại ba lỗ nhá. Ba lỗ nhá nhá. Ta thích đi nhỏ đấy, cái từ này nè. Thứ nhỉ. Ba lỗ đi ăn nhá. Đây. Đấy, cậu đi đấy. Đi ăn đi. Ngon không đi? Ngon không? Ngon nhỉ. Ngon nhỉ.
Muốn ăn bò ba lại rán, ba lại bỏ rán đúng không? Nào, ba lại bỏ rán con nhé. Ba lau miệng lau tay nào nhá. Giỏi rồi, giỏi rồi, đi giỏi rồi. Tay bên này đấy, đấy nó đâu nói chưa, nói cho biết, nói đấy ngoan này. Đi ngoan này, đi ngoan này. Ba dọn dẹp cái tay mình nhá, ba chạy đi mình nhá.